Anh hẹn tôi ra đây có chuyện gì? À, mà anh nhớ em, muốn nhìn em một chút cho đỡ nhớ đó mà. Nếu như muốn gặp tôi chỉ để đùa giỡn thì xin lỗi, tôi không rảnh. Nè, em ngồi xuống đi. Thật ra anh hẹn em đến đây là để bàn công chuyện làm ăn. Tôi không có hứng thú. Đây là cơ hội kiếm tiền rất là lớn, em đừng vội từ chối mà. Tôi đâu có thiếu tiền. Tiền thì biết bao nhiêu mà đủ hả em? Đặc biệt là tiền do chính mình kiếm được. Anh biết em đã rất buồn vì chuyện của thằng Vinh Hiện cưới vợ, nhưng em càng buồn thì giá trị của em trong mắt của họ càng thấp. Tại sao không dùng tiền của họ để biến thành sự nghiệp riêng của mình? Em nghĩ sao? Em thấy đó, dự án này vô cùng hấp dẫn. Nếu như em bắt tay với anh thì cái lợi lớn nhất sẽ về tay của em mà thôi. Tin anh đi. Anh có cái gì mà tôi phải tin anh? Dĩ nhiên là có chứ. Em quên là tất cả danh dự, sự nghiệp, cả tương lai của em đều nằm trong cái clip mà chúng ta vui vẻ hay sao? Anh anh được lắm. Phải công nhận, mỗi lần em tức giận nhìn em rất là đẹp đó. Em chỉ cần thuyết phục được VinFast. Nếu như cậu ta nghe theo lời của em thì tiền của Hưng Thịnh sẽ tự động chảy vào túi của em. Anh ta nói không sai. Nếu tham gia vụ này, mình không mất gì mà chỉ được lợi. Cậu nhìn đi, chỗ đất bên đó sắp tới sẽ được quy hoạch thành khu công nghiệp. Bây giờ chúng ta sẽ mua hết phần đất còn lại bên này, sau đó sẽ phân lô bán, chắc chắn sẽ thu lợi nhuận rất cao. Đây. Hai người cứ từ từ xem. Bên đây còn một lô đất rất là ngon, để tôi qua xem đã. Em tính đầu tư vào dự án này thật hả? Anh cũng thấy rồi đó, đất bây giờ xung quanh khu công nghiệp đắt sắt ra miếng. Nếu như mà bây giờ mình hợp tác với anh Long, thu mua hết những phần đất này là mình nắm chắc phần thắng trong tay. Nhưng mà anh thấy... Nhưng nhị gì nữa, có bao giờ anh nghĩ tới tình huống là sắp tới ông ngoại giao lại Hưng Thịnh cho anh Hiển thì sao? Tình huống đó mà xảy ra thì em không muốn anh bị trắng tay. Ít nhất anh cũng phải có cái gì đó để thủ thân chứ. Lỡ như sau này em có hứng thú rủ rê anh thành lập một công ty riêng để cạnh tranh với Hưng Thịnh thì sao? Anh cảm ơn em đã nghĩ cho anh nhiều như vậy. Nhưng mà thật sự là lúc này á, anh không có nhiều tiền. Anh không có muốn là đem tài sản của mẹ anh đem đi thế chấp để lấy tiền đầu tư. Anh yên tâm đi, em cũng không ủng hộ cái chuyện mà anh lấy phần tiền dưỡng già của má anh đâu. Nói vậy thì anh lấy tiền đâu để đầu tư chứ? Trước mắt chúng ta sẽ lấy hết số tiền đang chuẩn bị ký hợp đồng với Hải Long. Hả? Còn phần còn lại sẽ tính sao? Nhưng mà lỡ như mình không xoay được thì sao em? Chắc chắn là sẽ có cách thôi. Anh tin em đi.
Bên Bờ Hạnh Phúc phát sóng vào lúc 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1 và xem lại độc quyền trên ứng dụng THVNLI.